Theo báo cáo mới đây của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, thì thành phố Hồ Chí Minh còn hơn 328.000 hộ dân chưa có nước sạch, và trong đó có gần 234.000 hộ ở 5 huyện ngoại thành đang sử dụng nước hợp vệ sinh. Tuy nhiên, qua các nguồn số liệu các tổ chức khác thì vẫn còn có hàng trăm ngàn hộ dân ở những vùng ven của thành phố đang sử dụng nước từ kênh rạch không hợp vệ sinh và nước giếng khoan nhiễm phèn. Đang cho thấy việc thiếu nước sạch cho người dân là một vấn đề lớn cần phải giải quyết tại thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận của nhóm phóng viên kênh VTC14 tại huyện Nhà Bè. Đường xá lầy lội, cầu cống dở dang, ống nước ngổn ngang. Bao nhiêu khó khăn trong đời sống sinh hoạt đều không bằng nỗi khổ vì thiếu nước sạch của người dân đang sinh sống tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Như gia đình chị Thùy Dương, dù đã trang bị bể, lu, ống dẫn đầy đủ, nhưng nước về cũng chỉ nhỏ giọt. Chứ đâu có ăn uống được đâu, nước này không có nấu ăn được. Coi như là hàng ngày đều phải thấp thỏm lo vì cái nước thôi. Nếu mà trời không mưa là khỏi, coi như trời không mưa chừng 2 ngày, 3 ngày là xong, là hết nước xài. Giờ thí dụ như mà giờ mình ăn uống đối khác cỡ nào cũng được, giờ có cái nước tắm rửa với giặt quần, giặt áo, đồ với ăn uống, đồ này kia nọ nước không, thấy vất vả lắm. Ví dụ bây giờ xài phèn nó đóng lên nhiều quá, giờ nước nó chỉ cấp được 2-3 bữa là nó đầy đủ nước, còn cái bữa thứ 3, thứ 4 là nó cạn nước rồi. Tương tự, nước về với gia đình ông Nam cũng lúc có lúc không. Phương án chạy xe đi mua nước về sử dụng vẫn được ông đều đặn làm thường ngày để đảm bảo có nước sạch dùng cho gia đình. Đáng nói, gia đình ông là một trong những hộ đã được triển khai đường ống cấp nước và đồng hồ nước. Về cơ bản, nước sinh hoạt phục vụ nhân dân địa bàn còn thiếu và ngày càng trầm trọng, dù đang được sự quan tâm, hỗ trợ từ lãnh đạo thành phố và địa phương. Do cái địa bàn xã rất là rộng, dân cư thì thưa thớt, rồi địa bàn thì ngăn cách bởi nhiều sông rạch, cho nên là ở những cái vùng như là một phần liên ấp 3-4 thì có cái cầu Kinh Lộ đó, thì hiện nay bên đó thì còn khoảng hơn 600 hộ dân, thì để phát triển được mạng lưới nước khu này đó thì phải chờ cái cầu Kinh Lộ sang. Với những người dân bên kia sông, nơi được ngăn cách bởi cây cầu Kênh Lộ, công trình bị đắp chiếu nhiều năm qua, thì tình hình còn ngặt nghèo hơn. Đường ống dẫn nước sạch phải chờ khi cầu hoàn công. Vì vậy, việc phải đi mua nước từ ghe, mong chờ vào nguồn nước mưa và dự trữ trong những lưu bình như thế này là cần thiết. Nhất là khi nước giếng khoan cũng không đủ dùng, bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, tắm bị nổi mẩn ngứa. Sinh hoạt nước nôi rất là khó khăn, cũng có báo về quỹ ban nhưng mà không biết quỹ ban nó giải quyết làm sao mà mình cũng chưa có nghe. Phương án cấp nước cho dân vẫn còn khá mơ hồ khi chưa có thống kê chính xác có bao nhiêu hộ dùng nguồn nước sạch, nước giếng khoan, nước hợp vệ sinh. Chỉ biết nhiều hộ dân nơi đây vì mang tiếng là ở vùng sâu vùng xa vẫn hàng ngày phải sống trong cảnh thiếu nước, nước ô nhiễm và cầu mong vào nguồn nước từ ông trời.